Đây, kính chào anh em cần thủ nha. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 6. Shop Hoàng TG xin lên một cái lô cần ISO, cần tai súp ba khúc. Lô này em sẽ có một cái giá rất là tốt cho anh em nha anh em. Thế là một số hàng là em mua giá sách tai thì còn mới thì em sẽ để giá nguyên. Còn cái lô, còn cái sản phẩm nào em sẽ sale sập sàn cho anh em luôn nha anh em. Sale sập sàn luôn cho anh em. Giờ đầu tiên anh em mua hàng của bên em thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907010129 giúp em. Em tên Hoàng, em ở Sài Gòn. Em có thể ship tận nhà cho anh em. Tất tỉnh, các tỉnh này, các vùng, các miền anh muốn, anh em muốn ở đâu em ship tận nhà, anh em khỏi lo vấn đề đó. Giờ đầu tiên em xin lên mã thứ nhất. Mã thứ nhất của em là một cái cần tay, nghe là Foil Gamakatsu nè. Nha anh em, Foil Gamakatsu. Thì cái thằng này nó lấy một cái ống nữa, nó chồng vô, nó làm cho nó to lên hay sao em cũng không chẳng biết nữa. Nó quấn nè. Nó quấn cái sân mài, quấn cái chút gì nó lên nè. Thì cái cây này em đo nó là khoảng hơn 8 mét. Thì đó mấy ống này, gamma hết nha anh em. Đó, phôi gamma nè. Chỉ có gamma mới có cái phôi cái màu này thôi. Thì cái cây này nó là 8 mét. 8. Em bán gì em sẽ bán là em không cần nó biết nó như thế nào. Thì nó còn bao nhiêu lóng này nè, em sẽ bán là giá tốt cho anh em. Đó, 8 mét, 81 vậy đó, nó đủ lóng nha. Đủ lóng và đủ ngọn nha anh em. Thì nè đó, đủ lóng đủ ngọt cho anh em nào câu câu cái này hình như nó câu chép thì phải, câu chép nha anh em. Thì em bán cái này nó có cân nặng là 380g, 1 ly 2, thì em bán là 700k. Cái cây này nó có hai vấn đề nè, nếu anh em về thấy không ưng gì bỏ hết mấy cái lóng trên, lấy cái lóng này thôi. Làm cán vợt, anh em làm cán vợt cũng ngon lắm nha. Đó, anh em nào ở tỉnh á thì lấy cái này làm cán vợt hoặc là cây móc lỗ nha anh em nha, nó nhẹ. Thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai là nó cứng nha. Anh em làm cây móc lỗ cán vợt rất ngon. Đó. Thì bán này bán giá là giá sale nha anh em. Kế tiếp nữa là một cái cây nữa. Một cái cây này của 9m, rum 9m rưỡi nè. Núp zin đầy đủ luôn của gì ta? Olympic hay đâu? Nè của Olympic thì phải. Fishing Gold Super Infinity. Của Olympic nè, thường dùng này là của Olympic lắm nha anh em. Cái này thì cây 9m, có gươm. Đó. Các lóng nó đầy đủ nè. Nha anh em. Thì em cũng kiểm tra lóng rồi, nó không bị gãy, không bị dập gì hết. Nha anh em, không bị gãy, không bị dập gì hết á. Thì em sẽ bán cái này cũng giá cũng rất là ok. Đầy đủ nha anh em, lóng đầy đủ. Cái này là một cây 9m nặng 375g, ngọn 1 ly 5, trước em bán 1,5 triệu, 1 triệu nha anh em. Đây, 1 triệu là cây 19m 9,5 nè. Đó, 1 triệu nha anh em. Đó, kế tiếp nữa là một cây 10m của Daiwa Tuliman Amos Bowisker thế hệ 2. Cái này có tổng chiều dài là 10m, nặng 388g, ngọn 1 ly 8 nha anh em. Đó, phôi rất là đẹp. Đây, nắp zin còn à, có chống, cái này gọi là cái chống chống không có bị con o cần á. Cây 10m đủ nha, cái này đủ luôn, không thiếu gì nha. Đây qua tụi mình, cái này ngon nha anh em, cái này đẹp mới cứng à. Đó. Ngọn chống sắn đầy đủ luôn. Ngọn chống sắn đầy đủ. Đó. Đầy đủ phôi, đầy đủ hết. Ồ, cái này cứng rồi nha. Cái này cứng rồi anh em. Rồi, cái này 10m thích hợp cho anh em nào quýnh sạc răng nha. Anh em nào câu sạc răng. Anh em nào quấn chép thì tùy anh em, ở mỗi cái vùng miền sẽ có một cái địa hình khác nhau.
con cá năng tập tính khác nhau. Thì cái cần này nó sẽ hỗ trợ anh em vấn đề là bắt con cá ở theo mỗi vùng miền của anh em. Rồi cái này có tổng chiều dài là 10 mét nha anh em. Đây qua. Rồi, cái này ok, cái này ổn. Các lóng cũng còn khá ngon. Ừ. 10 mét mà có 388 gram mà cái này cũng khá nhẹ nha anh em. Rồi em bán cái này có bị bết này bết xước thôi nha anh em, bị chấm chấm ngoài thôi. Nè, gõ là không bị bể là nó khác, bấm vô là khác liền nha anh em. Cái này bết xước nhẹ thôi nha. Chạy, bết chạy thôi. Ừ, 10 mét. Cái này em bán 1,5 triệu thôi. 10 mét 1,5 triệu mà nhẹ như thế này này là không có giá này đâu anh em. Của đây qua tôi luôn mình luôn. Ừ, còn rất đẹp nha. Bao zin nắp zin còn. Kế tiếp nữa là một cây đa qua HS 9 mét. Rất đẹp nha anh em. Cái này cứng, cái này mới cứng, cái này mới cứng luôn á. Cái là mới cứng, cái này khoảng 95% luôn á anh em. Nên vậy nè, con chống sắn này đầy đủ. Cái này thích hợp cho anh em nào quấn sặc rằn ha, anh em nào quấn cá sặc cá gì đó tùy anh em nha. Rất đẹp, rất mới. Rồi cái này em mới càng sa ben, mới 90% luôn nha anh em, 95-97% mới tinh, mới tinh rồi nha anh em. Rồi cái này em bán ra cái nặng là 343 gram, mã E4, nặng 1,5 ly, giá bán 2 triệu. Em sẽ giảm giá là 1,7 triệu, 1,7 triệu nha anh em. 9 mét mà 1,7 triệu, đeo qua HS Made in Japan. Có bị xước dâm hay nè đây chút xíu thôi, chắc là do cột, cái này giấu cột cho anh em đó. Chạy hay cột hay gì là sao ta đó, mất in ra băng luôn nha anh em. Đây bao xin còn luôn nha anh em, bao xin đầy đủ hết. Kế tiếp nữa là một mã nữa là một cây súp, mã số E5 là một cây súp. Cái súp này là của Z Power 4m2, phôi bông nè. Ôi, nó bông xoắn đẹp không? Của đài qua. Đó, rất đẹp. Đó. Rồi, cái này thích hợp cho anh em nào quấn bạc bãi biển nha. Bạc bãi biển và câu lục anh em mới chơi. Mới chơi, giá rất ok nha, khoen bắt buji. Rồi, cây này nặng 508 g, còn 2,5 ly, giá 450k. Cứng 25 nha. Cứng cái này gỡ 25-27. Uầy, 400k cho anh em là bạc bãi biển nha. Cái này là cắm xuống biển á. Anh em lấy câu ống á, mình cắm xuống mình phang ra. Nha anh em, khoen buji 400k. Đây cái cần súp khoen buji 400k. Kế tiếp nữa là một cây súp nữa, rất đẹp nữa, của Expensive súp 3m9. Đây anh em, khoen bắt buji. Đừng, ngon. Cái này độ cứng tầm 25 nha anh em, 25 39. Đó, khoen bắt buji cần rất là đẹp. Quỳnh còn tương đối sáng. Rồi cái này có cân nặng là 302 g, còn 2,7 ly, giá em bán là 500k. 500k nha anh em, sale luôn. Kế tiếp nữa là mã số E7. E7 là một cây long ben, ngoại hình có xước sát xấu, nguồn có xước sát xấu, cứng 27, dài 4 mét, ngọn định vị khoen buji xít nha anh em, carbon 2 da xoắn. Thì ngoại hình nó hơi xấu này là anh em đi quấn mình câu lan á, mình câu bạc bãi biển, rồi mình câu đập thủy điện, mình câu mà ở những cái địa hình mà xấu á, mình phan cần ra, mình không có sợ bị chày cần, thì những cái này nó thích hợp cho anh em câu nha. Đó, nó rất là thích hợp. Rồi cái này cứng 27, nặng gì? Cứng 27, đai qua long ben, khoan buji xích, ngọn định vị carbon 2 da, 890k. Nhà em bán phá giá luôn, 890k.
Kế tiếp nữa là mã số E8. E8 của mình là một cây Spring 27405, rất là đẹp. Rất là đẹp nha, quỳnh rất là sáng. Chất liệu là carbon. Ngọn định vị nha anh em, ngọn định vị. Ngọn định vị hết luôn nè, định vị luôn. Đó, định vị, chất liệu là carbon. Cần rất là đẹp. Cần này cũng khá mới đó. Cái này anh em muốn bạc bãi biển, câu lục đầu cành Daiwa Sock Spring HS. Cái này cân nặng là mã này là mã E8, nặng 362 g, gọn 2.5 ly, giá bán sale luôn 1.2 triệu. Đó, 1.2 triệu. Cái ngọn định vị Spring luôn mà có 1.2 triệu vậy. Rồi sale luôn 1.1 triệu thôi. Đó. Cái này là lỗ nặng nè anh em, 1.1 triệu thôi. Kế tiếp nữa là một cái E9. Cái này là nó bị chày gốc thôi nha anh em, để cho nó chày gốc nè. Daiwa Marine 25420 nha anh em. 25420. Cần rất là nảy, trời cái này cứng nè. Cái này quấn hợp cho anh em quấn bạc bãi biển nha. Anh em nào bạc bãi biển, anh em nào câu lục đồ mới tập chơi hay lục câu lục đập thủy điện nó phang ra, cái này là ngon nha anh em. Cái này có độ cứng là 25, độ dài 4m20. Đó. Cần rất là ngon. Cái này có cân nặng 380 g, còn 2.6 ly. Đó, mình số xiết 550k. Đó, 550k, thua đồ bãi nữa nha anh em. Đồ bãi giá nó bao giờ bỏ là cũng gì cao mà em xả gì nữa. Một cây sub EV 425EX nha, sub leader EV, dòng này là cao cấp nè anh em. Đó, bass buji rồi mới. Khoen buji xích. Ngọn định vị nè, cái ngọn nè. Khoen nè anh em thấy không? Xoắn ngọn xoắn nè. Cái dòng này dòng cao cấp nha anh em. Dòng này anh em quýnh bền, quýnh đầu cành rất là ok. Màu đỏ. Dòng này là dòng ngon nha. Rồi, cái sub EV này nặng 383 g, ngọn 2.3 ly. Giá quỷ diệt 1.650k. Giá quỷ diệt luôn nha anh em. Cái này không dưới, lúc trước em bán là không dưới 2.5 triệu nha anh em. 1.650k. Cái tiếp nữa là một cây độ cứng 25, độ dài 4m25 của Daiwa Power Sub. Cái lô này là em sale thôi nha anh em, sale vậy cho mình, em không làm sub nữa nha anh em. Em làm sub em làm cái chuyện khác nên em sale giá vậy. Nếu mà anh em bán hàng á, nếu mà thấy giá em bán vậy á, thì em xin phép sorry nha. Tại cái này làm sale em không làm nữa, thì em mới sale cho anh em. Thì anh em nào bán hàng thấy rẻ quá thì có thể nhập vô nha. Rồi, giá này là cái này 25.420, nặng 342 g, còn 2.9 ly. Giá em bán luôn 550k. Kế tiếp nữa là một cây Super Pin Joy 425CX nha, 425CX Bass Buji, quen Buji. Còn rất là ngon nè, ngọn chống sắn luôn. Rất là ngon, Super Pin Joy thì rất là ok nha anh em. Rất là ok. Rất là ok, ngọn đồ của hình còn sáng nha anh em. Cái này cân nặng 467 g, ngọn 2.9 ly. Super Pin Joy em sale 1.3 triệu thôi nha anh em. 1.3 triệu thôi. 1.3 triệu. Cây này lúc trước bán là hơn 2 đồng. Kế tiếp nữa là mã số E2E13 là một cây acid, độ cứng 20, độ dài 4m, rất đẹp nha. For acid power lớp NFT thì nó quá đỉnh rồi. Cây này anh em mà quýnh đầu cành, quýnh bạc bãi bãi là quýnh ngon ngon lành luôn. Cái phôi này bền lắm anh em ơi, bền lắm. Cây này có độ cứng là 20, độ dài là 4m, chuyên anh em quýnh bền, nặng 367 g, còn 2.3 ly. Giá 1.8 triệu. Thì cây này em không sale nha, cặp này cặp NFT, còn mấy cái cây sau là em không sale được thấp nha, em xin lỗi anh em nha. Kế tiếp là một cây power lớp nữa NFT. Cái này có mã là E14 Power Love Professional, độ cứng 30, độ dài 4.20. Cái này em sale không được nha anh em. Đó nè. Phần foil này foil kim cương nha, tại lúc trước em nhập quá cao đi. Nhập quá cao. Cái foil này giờ nó cũng hiếm rồi nha anh em. Foil kim cương.
Cái này nó giờ nó hiếm lắm. Đó. Anh em chơi đã chơi qua dòng này thì em đảm bảo với anh em luôn, đúng bài. Anh em nào ở vùng Phan Thiết mà quấn bạc bãi biển, quấn xa là cây này. Ngon quá, ngon luôn. Ngon định vị nè anh em. Ngon của nó anh em thấy đã không? Đó. Có kim cương. Giờ cái cần Trung Quốc hay những cần gì không bao giờ làm được cái phôi như thế này đâu anh em. Phôi này chỉ lệ carbon nó cao. Với đạp tê nó phôi nó bền lắm, khỏe. Cái này khoan xích luôn. Thôi, cái này có mã là mã 4. Là mã 14, nặng 410 g còn 2 ly 6, cứng 30, dài 4m20, giá em bán là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu nha anh em. Rồi kế tiếp nữa mã 15. Mã 15 là một cây Super Light 27425. Khoan buji xích. Khoan buji xích. Đó, cứng 27425. Super Light cho anh em bạc bãi biển. Nè, Ruby này hàng cũng hàng cao cấp nè anh em. Cần rất đẹp nha. Em sale luôn này. Đó, cái này rất là đẹp nè. 27425, giá 1,4 triệu. Em sẽ sale là 1 triệu. Đó, cho anh em là nhanh tay nha, 1 triệu. Cái dàn khoan này không là em lúc anh em mua cũng 500-600 ngàn nha anh em. Đó, dàn khoan xong. Cái đề ba này không á, lúc trước em bị hư, em sẽ nhờ người ta mua, nó bán em không. Cái đề ba này 300 ngàn, đề ba không á. Đó, 1 triệu nguyên cây cần luôn, quá đẹp. Mã số 15. Đó, em sell, cái nào sell được em sẽ sell sập sàn cho anh em luôn. Kế tiếp nữa là một cây mã E16, một cây sub 450, cái này độ cứng tầm 25-450. Đó. Ê, cứng 30 luôn, 30 luôn đó anh em. Cái này nó bị sau bụng hai cái khoen này, hàng Nhật nó sẽ thay rồi nha anh em. Em nói trước luôn, hai khoen này nè, nó thay nè, anh thấy không? Nó khác không? Em cái nào nói chuẩn nha. Đó, 4-450. Cần rất là ok. Cái này có cân nặng là 564 g, còn 2 ly 6. Sub đó, độ dài 4,5 m, cứng 25-27-30. Rồi cái này có cân nặng đó như vậy 550 k nha anh em. Rồi tới cặp này. Rồi cái đồ này là đồ mới nè. Cặp này là cặp đai Shimano C-Max, độ cứng 4, độ dài 3 m, thích hợp cho những anh trai quấn ở địa hình bè, quýnh ở hồ, quýnh đầu cành, rất là ngon nha anh em. Màu cam, màu này cũng khá là đẹp, ở trong bạc nha anh em. Zin của nó một cặp, được cái là có một cặp luôn. Ngọ khoen buji aloxit nha anh em, khoen là khoen buji aloxit. Đó, rất là uy tín, rất là đẹp. Rồi cây này là được một cặp này, nặng 165 g, còn 1 ly 9, em sẽ bán là 900 ngàn một cây. 900k một cây nha anh em, 900k đó. Rất đẹp nha anh em. Mã số 17 và 18 một cặp, lâu lâu mới được cặp này. Tới mã 19. Mã 19 là một cây Daiwa Shibaraya, dòng này rất là nanh, gọi là cái độ em bán cũng nhiều ở dòng, nhưng mà nói về cái độ nanh mà độ bật của cái cây cần mà ISO á, thì em thấy cái hàng này là rất là nanh nha anh em. Nó có độ búng, độ búng rất là nhất định và rất khỏe. Cái này có độ cứng là 4, độ dài là 3m6 thì phải. Đờ mớ nha anh em, này là đờ mớ nè. Shibarasai Made in Thailand, rất đẹp. Bát đúc đờ mớ luôn anh em thấy không? Cầm rất là đẹp. Rồi, cây này lúc cái này nếu mà anh em chơi nhẹ, em chơi ngon, dùng những con máy nhẹ giống như là Vanquish, trời em nó quýnh một phát là xa mút Mỹ và nó nhẹ nữa. Rất. Đó. Rồi cái này có cân nặng 255 g, 1 ly 6, giá là 1,5 triệu nha. Giá 1,5 triệu. Kế tiếp nữa là một cây mới chưa sử dụng của Daiwa Shibarasai, em săn cũng lâu lắm rồi mới được cây. Hàng new nha. Cây này hàng hiếm nè. Độ cứng 4, độ dài 4m, Made in Thailand. Đó, khoen bọc rồi các kiểu rồi đầy đủ hết, rất mớ nha anh em. Hàng new thì em săn được cái này hiếm.
độ cứng 4, độ dài 4m, nặng 240g còn 1,5 ly, giá em bán là 2 triệu nha anh em. Cái này để chân cũng được, chạy từ từ bán. Những cái này đó, hàng nail cũng giờ kiếm không ra mấy cây nail như vậy đâu. Kế tiếp nữa là một cặp ISO khoen nhỏ săn hàng, độ cứng 6, độ dài 7m2 nha, săn hàng nha. Cho anh em nào quýnh hạ tay, cho anh em nào câu đầu cành, câu máy, hỗ trợ máy, tùy anh em nè. Độ cứng 6, độ dài 7m2 nha anh em. Hàng mới chưa sử dụng. Thì cái này có đây, cái mã của nó đây. Thì hàng mới nó sẽ có cái gì? Nó có thông số đây, 48.000 yên. Cái này có 6 khúc, 1m33, nặng 485g, 99% carbon, độ cứng 6, độ dài 7m2. Rồi, mới chưa sử dụng. Rồi em bán sale luôn, 1,6 triệu một cây nha. 1,6 triệu một cây, em còn 2 cây nha anh em. Em còn 2 cây. Rồi kế tiếp nữa là mã số 21. Cặp này là tới 22, là một cây 3 khúc của Daiwa Seagrave 50 3m3 Mat Incolor, 3 khúc rất là đẹp. Khoen bắp buji cần rất đẹp nha anh em, 3 khúc cho anh em nào chơi câu ao hồ. Rồi, rất là đẹp. 3 khúc Daiwa Seagrave 50 3m3. Rồi, cái này có cân nặng 423g còn 21, giá em bán 550k. Bán 550k. Carbon xoắn rồi rất là ngon nha, bát đúc nữa. Cái bát này không 250.000. Bán sale gì đó. Kế tiếp là mã số 23. 23 là một cây sub 3 khúc của AeroCAD 405DS 3 khúc. Cho anh em quýnh lục nha. Rất là mới, cây này rất đẹp nha. Rồi. Mấy anh em mới tập chơi thì dòng này thì sẽ thích hợp cho anh em nhiều hơn. Nặng 480g còn 2,8 ly, giá trước là bán 2,5 triệu, gặp 1,8 triệu nha anh em. 3 khúc Simno AeroCAD 405DS 1,8 triệu. Kế tiếp nữa mã số 25, 23, 24, 23, cái mã 24 chứ, cái mã số 24 AeroCAD 405C. Đó nha anh em, 405C rất là đẹp, 3 khúc nguyên zin nguyên bản. Cái này có cân nặng là 516g còn 2,8 ly, giá là 2,2 triệu. 3 khúc AeroCAD Shimano mà chỉ có hơn 2 đồng. Quá rẻ luôn. Đó, 2,2 triệu. Kế tiếp nữa là một cây 3 khúc nữa của Shimano. Splendor 405C Mat in Indo, rất là đẹp nha anh em. Đây, cái này đẹp, không bị chảy xước nhiều, mình còn sáng, quen buji xích, rất là đẹp. Rồi, cái này có cân nặng là 417g còn 2,9 ly, giá là 4,6 triệu. Rẹt 3,9 triệu nha anh em, 3,9 triệu đó. Giá quỷ diệt. Anh em nào thợ nail có lấy thì cứ lấy nha. Cái giá này người nó tốt cho anh em nhập luôn. Giờ một cặp này, một cây 405FX và một cây 405D. Thì một cặp này em bán cho anh em giá tốt luôn. Một cây 405FX này nó hơi xấu. Em sẽ bán giá quỷ diệt nha, đá năm đáng 4 triệu, nó hơi xấu, em sẽ bán giá là 3 triệu. Còn cái giá này, cái 405DX này rất là đẹp nha, rất là đẹp. Cái này đẹp nè, cái này mới nè, không có chảy xước gì luôn, không chảy xước gì nhiều, gọi là vẫn còn đẹp. Thì ngoài hình sáng thì em sẽ bán cái này là 3,8 triệu nha anh em. Đó, anh em lấy cặp này em sẽ để là 3,5 triệu nha, nếu mà lấy hết nguyên cặp. Ok, 405
DX và một cây 405 SX. Đó, sale cho anh em giá quỷ diệt. Rất đẹp nha anh em. Giá này 3,5 triệu một cây 3,8 triệu và một cây 3 triệu. Kế tiếp nữa là một cây mã số 28, là một cây Splendor 405 DX 425 chứ. 405 DX này. Còn định vị cũng còn đẹp. Cái này nó quấn thì cái dây nó tán vô đây thì chạy xước ngay chỗ này thì không có thể tránh. Nếu mà em mà thích bùa, em vệ sinh ngay chỗ này, em lấy cái chai sơn bạc em sơn lấy cái là xong rồi. Anh em cũng không biết nữa, tại em muốn để vậy thôi. Lớp sơn mà. Anh em về chơi bán thì cứ sơn lại nha, sơn lại cho khách. Em thì không sơn, em để luôn, bán luôn. Đó, anh em dặm lại. Rồi, cây mã này mã số 28, nặng 404 gram, ngọn 2,5 ly. Giá một đồng 1,4 triệu, giảm còn xuống 1 triệu. Sale cái lô này. Rồi, cảm ơn anh em Cần Thủ, chúc anh em Cần Thủ một ngày mới vui vẻ, nhiều hạnh phúc. Do lô này sale, em sẽ không bao ship, và anh em mua hàng rẻ dưới 1 triệu thì em không nhận cọc, trên 1 triệu em nhận cọc nha anh em. Cảm ơn anh em Cần Thủ nhiều.